nước quá trời. Ai Mụ làm gì? Quang không nhớ gì hết trơn á hả? Nhớ cái gì? Cái gì mà nhớ? Ui da. Quang uống nhiều quá rồi Quang không nhớ gì hết là phải rồi. Hồi tối á, con Giang xin Quang quá trời luôn mà Quang đâu có tha đâu. Giờ sao Quang? Chết rồi Quang. Chuyện này mà lộ ra ngoài là Quang xâm hại vợ bạn. Là Quang bị mang tiếng đó. Vu cáo. Mụ coi lại mụ đi. Coi cái gì chứ? Mới hồi tối Quang vừa nói Quang nói là Quang khen này khen nọ. Quang 1, 2 khen là người ngọc của ta. Rồi á Quang nhốt bạn. Xong rồi Quang hại vợ bạn. Con nói cho Quang biết nha, chuyện này á mà bị lộ ra ngoài á là Quang bị mang tiếng. Xong rồi con đi tự tử cho Quang coi. Thôi. Sao Quang thả chồng con ra đi. Rồi giờ á, tới nước này á, Quang thả chồng con ra đi. Sao thả được? Nếu mà Quang không thả chồng con ra là con la lên. Bây giờ Quang tin không? Con la lên cho coi nè. Nè. Quang thì Quang thả ra đi. Cấm mày lại. Không là la thiệt đó. Lên đâu? Giải Ba Hảo vào. Lên. Dạ. Giải Ba Hảo vào. Con nghe rồi. Vô đi. Và bấm Quang. Tên này là nội gián của Thế Thiên. Nó mở cửa cho ban Thế Thiên vô, tuồn hết của cải ra ngoài rồi Quang. Cái gì? Mất hết của cải luôn hả? Dạ. Cái gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy hả? Đại lão, lấy gì làm bằng chứng ta là tay trong của Thế Thiên? Mình ơi, mình cứu em đi mình ơi. Ủa bà đi đâu đây? Ủa tại sao bà có mặt ở đây? Bà làm cái gì ở đây vậy? Hồi tối em vô đây em xin Quang tha cho mình. Rồi ở Quang nhậu xỉn quá, Quang không tha cho mình, Quang không tha cho em luôn à. Trời ơi, chỗ bạn bè với nhau mà huynh nỡ làm cái chuyện tác tệ như vậy sao? Huynh giam tôi chưa đủ, bây giờ huynh còn hại vợ tôi là sao? Trời ơi, thiệt sự đi qua ta sai. Ta không nhớ cái gì hết. Nếu ta có làm rượu làm ta thề, rượu làm chứ ta không biết gì hết. Trời ơi, chung quanh ta đàn bà con gái quá trời mà ta có chịu đâu. Mình ơi, mình đòi lại công bằng cho em đi. Mới hồi tối Quang nói em đẹp, bây giờ Quang cho em xấu nè. Nói nào mày Nói nào hả? Quang nói em đẹp đó mình ơi. Huynh hại vợ tôi, rồi bây giờ huynh đổ thừa do rượu làm là sao? Bây giờ huynh nghĩ sao nếu tôi tiết lộ cái tin này ra ngoài cho mọi người biết? Huynh chính là người bày ra cái chuyện này để che giấu cái chuyện mà huynh kết bè kết phái với băng Thế Thiên, đúng không? Lấy gì làm bằng chứng tôi kết bè kết phái với băng Thế Thiên? Còn mà cái chuyện huynh hại vợ tôi là có bằng chứng rõ ràng đây nè. Mình ơi, đòi lại công bằng cho em đi. Bây giờ huynh nghĩ sao nếu như cái chuyện này tiết lộ ra ngoài? Huynh hại bạn, rồi huynh còn hại luôn vợ của bạn nữa, thì con đường quan trường của huynh sẽ như thế nào đây hả? Nhưng mà không sao, chuyện gì nó cũng có cách dàn xếp hết ha. Nếu như mà huynh bỏ qua cái chuyện mất của cải ở trong kho thì vợ chồng tôi đây bỏ qua chuyện này coi như huề.